Chào các bạn, hôm nay đi công trình quay lại cái cảnh làm cái móng lập tâm đó các bạn, móng chân vịt. Thường ngoài người ta hay kêu móng chân vịt đó. Quay lại cho các bạn coi tham khảo. Đây, cái cốt thép đang làm. Lấy cũng không được nghỉ nên cũng làm luôn hả? Thành. Dạ. Thì bên công ty nhận làm đưa Lâm làm hôm nay. Cái phim ấy, phim làm kỷ niệm ấy, cứ làm bình thường. Lấy anh Lâm làm có tăng lương tăng gì không? Có thêm tiền gì không? Không. Ý vậy á. Làm nhà nước mà lễ gì là được tăng thêm tiền á, gấp đôi lương á. Đang ráp móng xuống rồi. Ở dưới mình để cái thép dĩ, xong rồi cái ngay cái ranh đất thì để cái đà móng. Giờ đang để đà móng lên trên cái thép dĩ, còn giờ đang ráp mấy thép cột. Đây là cái nhà dạng nhà ống mà có máy thái các bạn, móng này cũng làm cũng phải tiền tương đối kiên cố chút xíu. Mấy thép đà móng này là thép phi 14, thép cầu cũng 14 các bạn, còn thép dĩ dưới mình làm phi 12. Thép này mình xài Vinakiel, thép liên danh của Việt Nhật các bạn. Như hố quay qua quay lại cũng hơi khó khăn, làm cũng hơi tốc độ không có được nhanh lắm. Nhà này thì cũng nhà trệt máy thái thôi các bạn, nhà ống nhưng mà dạng có làm máy thái, bữa móng nhà trệt thôi, bữa móng đào cũng không sâu, móng này đào 1m2 thôi các bạn. Thông tin đâu đây nè? Những cái này đây làm xong rồi, đây chuẩn bị cho đổ bê tông. Bạn nào làm ví dụ như nhà mà máy thái đồ mà gặp nhà ống coi tham khảo phải không? Coi mốt người thợ làm nhà mình như thế này không, chứ này mình làm cũng nhiều rồi thì là an tâm, làm kiểu gì là sau này an tâm. Đổ thấy lèo tèo quá, không tập trung lại đổ. Đổ
bà ai đứng cái đụng mày nhét qua kia coi. Đây các bạn, cái này vừa đổ xong nhưng mà cái bê tông ở chim cột là hả? Mấy cái cột đồ tim đồ anh coi phụ kỹ cái này nha. Để mốt lót gạch xíu xẹo thấy bà luôn á. Bây giờ là thưa bà cái này tới là đổ rồi là kiền á, là bốt gốc lại cái nữa. Tông còn ướt các bạn, chưa có vét được. Chưa vuốt xong nhìn xấu quá ha. Không còn tấn miếng dán nữa. Tấn dán là cái đà đông á. Đây các bạn, cái này là qua hôm sau rồi nè. Gỡ dán xong rồi đó. Đó. Ừ, gỡ kỹ kỹ ra, đừng để bể. À, bể cực mình với cực ai. Rồi cái này giờ chuẩn bị làm lắp hố ống lại các bạn, chuẩn bị làm đà kiện trên. Rồi chia sẻ rồi chào tạm biệt các bạn ha.